Rồi hello anh em ăn. Lâu rồi mình cũng chưa ra video. Hôm nay mình có vài món đồ mình mua mình học nè, mình cho quay cho anh em xem luôn. Sẵn mình làm video lại anh em, tại lâu rồi cũng nhớ anh em quá trời luôn. Do mình học trên phố mình không có thời gian mình làm mấy bôi trọt nha anh em. Anh em có thắc mắc gì anh em cứ hỏi, mà thời gian nào mình rảnh mình mới trả lời được nha. Tại giờ anh em cũng có hỏi mình nhưng mà mình trong thời gian học á mình không có trả lời được. Đây mình cũng giới thiệu về cái môn mình đang học luôn, môn mình là cơ điện tử nha. Mình đang học trên phố á. Đây là những cái mô hình mà mình đang học nè. Mình học về lập trình mấy con Arduino này chắc dạ anh em sẽ biết ha. Đây con Arduino nó, con này mình dùng con dán nha, nó gọn hơn thôi. Thường là nó dùng con cắm nó bự hơn, nó đội tốt. Đây những cái mạch mà ấy thôi, cái mạch kia bằng cái mạch mở rộng của Arduino thôi chứ không có gì đâu. Đó, đây cái mạch điều khiển động cơ. Cái này cái Arduino này anh em có thể làm được một cái bo xe đạp điện nha. Anh em có thể tùy chỉnh cái tên Arduino nó được hết nha. Nó cũng như đây anh em. Nó tên máy tính nha. Tên máy tính nó cũng điều khiển hết. Cái những chương trình gì anh em viết thì nó ấy thôi đó, do anh em viết thôi. Là anh em nạp xuống, nạp qua cái cổng này ghim vô máy tính anh em, nạp xuống con này rồi nó sẽ chạy theo cái theo các anh em hiểu thôi. Đây cái chương trình để chạy chạy được chiếc xe này mình đang làm để mình kiểm tra anh em. Mình kiểm tra này thực hành mong mình kiểm tra ráp ráp này thôi. Do anh em và anh em mà cũng sắp anh em sắp chọn ngành nghề đó, anh em ơi bên đây thì anh em qua đây thôi. Đây cái mạch điều khiển động cơ bước thôi, để mốt mình có làm gì mình quay video cho anh em xem ha. Anh em nhớ đăng ký và ủng hộ kênh mình nha, lâu quá rồi cũng nhớ anh em, tại mình bận quá mình không có thời gian làm nên mình cũng đầu tư video gì không đó. Đây những chương trình này đâu để mình thí dụ mình học được vài tháng nữa mình hiểu sâu hơn cái này thì mình tạo thử một cái bo điều khiển bằng cái này xem sao anh em. Cái này nó thể có mở hết công suất cho anh em nha. Anh em muốn thí dụ nó mở 50% thì 60% thì vẫn mở được nha. Nó giống như một cái bộ não, anh em muốn suy nghĩ gì anh em áp dụng cái này vô vẫn được nha. Cái này nó hay lắm, anh em kỹ thuật sẽ biết đó. Cái này nó cảm biến từ lưa hết trơn à. Anh em có thể dùng cảm biến nhiệt độ, cảm biến cái gì mà bảo vệ động cơ vẫn được. Cái này nó không có hạn chế cái anh em là làm thôi, do anh em suy nghĩ tới đâu thì làm được hết rồi. Cái này điều khiển cái mạch này vẫn làm được, cái tay anh em có chơi RC anh em vẫn làm được nha. Cái mạch này vẫn làm được, anh em mua thêm cái mô đun hu với phát á, anh em gắn vô anh em ghi chương trình thôi, chủ yếu cái chương trình này anh em ghi được hay không thôi. Mà cái này bên thầy mình dạy á, ổng nó không phải là ổng, mình xin lỗi nha, tại chương trình này á, là nó có sẵn ở trên mạng thôi. Anh em chỉ lên mạng đánh vô arduino.cc rồi nó ra hết cái thư viện của cái chương trình mỗi mỗi cái mạch này, rồi anh em cứ áp dụng vô, anh em tải số mà anh em thay thế thôi. Cái còn anh em mà chuyên sâu á là anh em phải học nha, còn mình cũng chuyên sâu, mình chỉ là tò mò thôi. Mình học nhưng mà mình chỉ học phần cơ bản thôi nha anh em. Rồi anh em có đặt đồ hay là mua mấy dụng cụ gì điện tử anh em cứ inbox mình sẽ inbox lại anh em rồi mình sẽ giao cho anh em. Rồi cảm ơn anh em, chúc anh em một ngày thành công nha.